Eu tô empolgado. Eu tô empolgado. Ô, que mô cân là đẹp đẹp đi. Ôi, ngồi ở đâu vậy? Em đi xuất lên. Như thế nào rồi, đẹp đẹp hơn không ha? Tôi mới lao vàng đi. Thì nó hơn mười. Rồi nó đang từ mới chưa lại được à. Rồi nó đang dạ, cà phê này là cà phê sông vườn phố đá. À, ấm nào? La Di Bình Thuận. Cái view rất là đẹp, rất là rộng. Bên kia là gì đâu? Bên đó cà phê cũng là chi nhánh. Bên đó là thằng chủ mà hôm qua em mượn. Đây là có cà phê hồi nãy mình. Là chi nhánh. Nó là anh để một cường. Ồ anh đây có hả? Gọi nhân viên vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.